buổi tối vui vẻ. Những cái clip mà tôi làm ra thì mọi người muốn coi cho vui cũng được. Còn nếu cảm thấy hay hay có cái gì đó mà chúng ta rút ra được thì càng tốt. Thì ngày hôm nay là tôi sẽ nói về một số cái mà đa phần là tôi thấy ở cái người Việt Nam mình mà tại sao chúng ta gọi là dậm chân tại chỗ. Thì cái tật thứ nhất mà chúng ta có thể nói đó là cái tính kỷ luật. Thì cái tính kỷ luật có nghĩa là gì? Cách đây mấy hôm mà tôi có đọc trên cái trang của Tony Buổi Sáng thì một cái bạn mà đang đi du học nước ngoài ở bên Singapore thì cái ông thầy của bạn nói rằng là người Việt Nam chúng ta rất là vô kỷ luật. Cho nên rằng là muốn mà ở một cái công ty mà muốn đuổi một cái người Việt Nam á, dễ lắm. Chỉ cần siết vô kỷ luật là được thôi. Có nghĩa là gì? Có những người họ hay đặt ra cái mục tiêu. Chẳng hạn như rằng là ngày mai tôi sẽ đi tập thể dục, rồi ngày mốt tôi sẽ sửa đổi, hay là tôi muốn mình thế này, tôi muốn mình thế kia. Nhưng mà thiệt sự ra một thời gian ngắn, khoảng chừng một tuần, hai tuần sau là đâu lại về đó. Người nào ngủ trễ thì vẫn ngủ trễ, người nào làm biếng thì vẫn làm biếng, người nào mập thì vẫn mập, ốm thì vẫn ốm, chẳng có gì thay đổi cả. Thì cho nên rằng là cái này nó cũng có cái đúng. Thì tại sao mà chúng ta sống vô tổ chức như vậy mà chúng ta vẫn chịu được, tôi cũng không hiểu. Thì đối với bản thân tôi thì cái tính kỷ luật nó đơn giản là gì? Nó thể hiện ở ngay cả từng cái đôi giày, đôi dép khi mà mình về. Mình có để đúng chỗ không? Mình có nghĩ tới cái chuyện rằng là cái đôi giày, đôi dép của mình thả tứ lung tung rồi mình mang đất cát vô nhà hay không? Rồi cái chuyện để xe, mình để có ngay ngắn không? Hay là mình vừa mới dừng cái mình bạ đâu, để ngang, để xéo, để dọc, mặc kệ cái thằng vô sau nó muốn để sao nó để. Đối với tôi cái đó gọi là kỷ luật đó. Rồi mỗi ngày như vậy, mình thức dậy. Cái người nào mà có cái thói quen dậy sớm, ngộ lắm, họ có cái giờ sinh học. Thí dụ như rằng là họ phải dậy lúc 6 giờ, họ đi tập thể dục rồi họ đi làm. Ngày nào nó cũng rơi vào cái khung giờ đó. Có thể sớm hơn hoặc muộn hơn 1-2 phút không nói. Nhưng mà thí dụ 6 giờ thì khoảng 6 giờ 15, không bao nhiêu. Còn cái người mà tùy tiện thì nhiều khi ngủ tới trưa. Rồi hôm nào có việc thì gấp rút, vội vội vàng vàng dậy sớm. Rồi lính qua lính quýnh. Đó, cái đó gọi là kỷ luật. Nhưng mà đôi khi thì cái người mà quá kỷ luật thì đương nhiên nó sẽ trở thành là nguyên tắc. Cái gì cũng phải lôi nguyên tắc ra nói. Ha, tôi cũng không thích vậy. Cho nên lưu ý rằng là tính kỷ luật có nghĩa là mình làm được những gì mà mình đề ra. Đó, mình nghiêm túc mình thực hiện nó. Trong tổ chức cũng vậy. Thí dụ người ta quy định mình cái gì thì mình cố gắng mình làm. Có nhiều người ngộ lắm, phải đợi là có ai đó đứng xung quanh nhắc chừng cho mình không. Không kiểm tra mình là mình chây lười, mình làm biếng. Đi ra đường cũng vậy, phải canh có ông công an đứng đó thì mới dừng đèn đỏ. Chi cho khổ vậy? Có công an hay không có công an, mình vẫn chấp hành. Vậy thôi, đơn giản là vì nó là mình. Tại sao mình cứ phải quay quay lại có cái thùng rác rồi ở đó? Rồi phải coi coi là có ai nhìn hay không chẳng hạn, nếu muốn xả rác. Còn có những người thì không cần tới, mất luôn cả cái ngại luôn. Là bạ đâu muốn xả đâu xả. Thì đó, cái vô kỷ luật nó là như vậy. Hay nói cách khác là vô ý thức. Cái tiếp theo mà tôi muốn nói đến đó là gọi là cái tính tự mãn. Tôi từng hỏi học sinh của mình rằng là giữa một đứa điểm 1 và một đứa điểm 9 nó có khác gì nhau không? Thật sự nó có giống và có khác. Giống là gì? Khi mà phát bài kiểm tra ra, đứa điểm 1 mấy thằng lười á, thấy điểm nó thấp nó đâu có thèm coi đâu, nó vo lại nó quăng học bàn, thậm chí nó quăng thùng rác luôn, nó không muốn giữ. Còn cái thằng điểm 9, có những thằng rất là tự kiêu. Thấy được điểm ui ta cao nhất lớp rồi, cũng bỏ đó khỏi cần coi tiếp. Nó chỉ cần nó cao nhất thôi. Còn nó không cần biết rằng là nó có sai những lỗi đó ở đâu. Rồi. Vậy thì đối với tôi thì điểm 1 với điểm 9 với trường hợp này là ngu như nhau. Một cái thằng tự mãn và một cái thằng mà không biết mà phấn đấu thì hai thằng đó ngu như nhau. Còn khi nào mà chúng ta gọi là khác nhau? Cái người điểm 1 có thể rằng là hôm đó
mình vì một cái gì đó mình không học bài kỹ, hoặc là thí dụ như là mình học tủ đi, có học nhưng học tủ, và sau đó là mình hối hận, mình cảm thấy tức giận vì bản thân mình đã chuẩn bị không kỹ, mình điểm 1. Đối với anh điểm 9, anh mất 1 điểm, anh phải tìm hiểu được là tại sao anh mất. Anh hỏi bạn hỏi bè không được, anh hỏi thầy hỏi cô, để sau này anh không còn sai đúng ngay cái chỗ đó nữa, anh muốn hoàn thiện anh hơn. Vậy thì trong trường hợp này, điểm 1 và điểm 9 đều là giỏi cả. Họ biết cách hoàn thiện bản thân mình để cho cái lần sau của họ, cái tương lai của họ sẽ tốt hơn cái ngày hôm nay của họ. Và cái ngày hôm nay của họ phải tốt hơn cái quá khứ của họ. Còn tự mãn là chỉ có những đứa ngu dốt mà thôi, dù rằng là thành tích anh có xuất sắc tới đâu. Cái tật mà tôi tiếp theo mà tôi muốn nói đó là cái tính sĩ diện. Chẳng hạn nếu nói nhìn xa gọi là tự hào về dân tộc. Đi đâu cũng vậy, đấu tranh nhan nhản chúng ta nghe rằng là dân chúng ta cần cù bất khuất vân vân. Và thậm chí chúng ta cần phải biết, ngay cả trong cái bài phân tích của tiến sĩ Alan Fang, ông cũng nói là đi đâu cũng vậy, người nước ngoài họ nghe cái câu mà các anh nghĩ gì về người Việt Nam chúng tôi, hỏi rất là nhiều. Thật sự ra nhiều khi cũng vậy, nhiều bậc cha mẹ gửi con gửi cái, nó điểm cao hay thấp không quan trọng, mà quan trọng rằng nó học như thế nào. Đằng này chỉ quan tâm tới cái điểm. Điểm thấp sợ người ta cười, sợ bà con lối xóm cười, rồi ép, rồi chửi, rồi bới con mình, gây áp lực lên con mình đó. Rồi tôi nói luôn, nhiều khi vậy, đi ra ngoài, thậm chí có nhiều người sĩ diện, mua điện thoại, mua xe, mua này, mua nọ, chi cho khổ vậy. Rồi hay là chẳng hạn như là mấy bà lấy cô, nhớ cách đây nhiều năm, cái chữ dân thành phố nó có giá lắm. Nhiều cô công nhân, tôi nói luôn, tôi gặp mấy cô cũng vậy, người ở dưới quê lên, quê chết, cho nên rất mong lấy một cái anh thành phố để có cái hộ khẩu thành phố. Nói nôm na là cái dân thành phố nó giống như cái dân nước ngoài. Lấy được chồng thành phố giống như là người Việt Nam đi lấy chồng Tây, hãnh diện lắm. Cho nên nghe con gái mình mà lấy được chồng thành phố, có hộ khẩu thành phố, trời, ba mẹ khoe từ đầu làng tới cuối làng. Bây giờ cũng vậy thôi, nhiều bà ra ngoài lấy chồng Tây, rồi chụp hình rồi khoe chồng mình thế này thế nọ, chồng đó so bên Tây. Nhưng mà thiệt sự tôi nói luôn, có phải cô nào cũng may mắn là lên, chẳng hạn lên thành phố lấy được là đại gia đâu. Có nhiều khi lấy được cũng lần thằng công nhân, đó, cũng là anh bảo vệ, miễn ảnh có cái nhà bé xíu nằm trong cái hẻm hóc bà tó nào đó cũng được, miễn là có cái chữ hộ khẩu thành phố. Thì có nhiều cô bây giờ cũng vậy, đi qua nước ngoài, sống ở một cái vùng nông thôn, lấy một cái anh chồng cũng là một cái người bình thường, nhưng mà đã tự cho rằng là mình ghê hơn, mình ghê gớm hơn là đồng bào của mình, những người mà đang ở dưới quê, những người đang còn ở trong nước Việt Nam này. Đó là cái sĩ diện đó. Thì tôi nói luôn, cái này cũng là một cái không tốt. Bản thân mình làm gì, chỉ cần là mình chịu trách nhiệm được cái hành động của mình, mình đừng có trốn chui trốn nhủi, mình đừng có hèn là đủ rồi. Chỉ cần được điều này đó, mình làm đúng hay sai, mặc kệ cái thằng khác nó phán xét, mình sống như thế nào, mặc kệ cái thằng khác nó phán xét. Vấn đề là mình có cảm thấy cái cuộc sống của mình nó đang đi lên không. Như là hồi nãy tôi nói, ngày hôm qua và ngày hôm nay, thì hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Đối với tôi đó là thành công rồi đó. Và mình có lo lắng được cho những người mà mình thương yêu hay không, có bảo vệ được cho họ hay không là đủ rồi. Sĩ diện đâu có nuôi được mình. Sĩ diện làm cái gì? Nhưng mà nhiều khi tôi nói thiệt chứ ở đây, cái bệnh này khó chữa lắm.
nhiều khi á, đi nghe rồi nói rồi hiểu, miệng thì nói hiểu thôi chứ còn ra ngoài vẫn sân si như thường, đụng tới là vẫn còn oán oát lên, sĩ diện mà. Còn cái cuối cùng đó là tính thị phi. Thị phi có nghĩa là gì? Là nhiều chuyện, chuyện không phải của mình. Cái gì xấu mình lên án là đúng rồi. Nhưng mà tôi nói thật, chẳng hạn ở nước ngoài, cầu thủ đá banh như Cristiano Ronaldo, đào hoa, cặp hết cô này tới cô nọ. Nhưng mà nếu mà anh này mà anh về Việt Nam á, thì anh sẽ bị bới ra nào là sở khanh thế này thế nọ, nào là đẻo. Cho nên cái tùy cái quan điểm. Thành Long cũng vậy, cũng dính vào những cái tội giống như là Minh Béo. Nhưng mà nhìn coi, Thành Long ra phim vẫn đổ đi coi. Mike Tyson từng đi tù vì cái tội cưỡng hiếp. Nhưng cuối cùng rồi sao? Anh ta vẫn là Mike Tyson, vẫn là một huyền thoại. Elton John sử dụng ma túy là kẻ đồng tính. Rồi sao? Ông vẫn có những cái bài hát rất hay. Vậy thì đối với dân Tây, nó nói chuyện gì nó nói, nhưng cái gì họ làm được, cái thành tựu của họ, nó vẫn coi trọng. Còn cái dân của mình, a dua theo cái xu hướng, thấy người ta nói về cái này cũng nói về cái đó, rồi đổ theo coi và bất chấp suy nghĩ. Thấy người ta nói về cái chữ cái mới cũng ào ào theo, cũng nói a hùa a dua theo, mặc dù cũng chẳng biết cái gì về nó. Đó, chúng bày đặt lên án, cũng nói thế này thế nọ, a hùa. Đó. Cho nên đối với tôi nói rằng là cái này nó không còn gọi là, người ta gọi rằng là cái tính phê phán, mà nó thành là cái tự nhiều chuyện. Đó, cái đó là cái tính thị phi. Thậm chí một cái clip đưa lên, cái clip mà anh chồng đánh cô vợ hả, cái cô này đưa lên, lúc đầu quay qua chửi anh kia không ra gì. Sau đó có người ta đi tìm hiểu, người ta nói hóa ra cái cô kia là cái cô mà không đàng hoàng. Đó, cặp bồ cặp bịch để cho anh này anh điên lên, anh đánh. Thế là sau đó là dư luận đổi chiều, chuyển qua chửi bà kia. Tôi cũng mò vô Facebook của bà coi, nhiều người vô comment. Đó, thế này thế nọ. Vậy thì có thể thấy rằng là gì? Cái tính thị phi, tính nhiều chuyện. Vậy thì những cái tính này là những cái tính xấu, hy vọng rằng chúng ta không mắc phải. Cảm ơn các bạn đã xem.